Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn hai lệnh cơ bản trong AutoCAD, đấy là lệnh di chuyển và lệnh copy. Mình đã tạo sẵn một cái đối tượng hình chữ nhật ở đây. Và để di chuyển một đối tượng, các bạn hãy vào Home, mục Modify, các bạn thấy lệnh Mover, tức là di chuyển ở đây. Các bạn cũng có thể gõ lệnh là MOVE. Đấy, các bạn Enter. Sau đấy các bạn hãy lựa chọn đối tượng các bạn muốn di chuyển. Chúng ta có thể lựa chọn một đối tượng hoặc nhiều đối tượng tùy các bạn. Đấy, ví dụ ở đây mình sẽ chọn một đối tượng thôi. Mình Enter. Sau đấy mình sẽ kích chuột hoặc là điền cho nó cái thông số vị trí mà các bạn muốn lấy căn cứ để di chuyển. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn cái điểm gốc này. Mình kích vào đây. Đấy. Và các bạn sau khi kích xong các bạn có thể đưa ra như này. Và các bạn có thể đặt nó tại vị trí mà các bạn mong muốn hoặc là điền cho nó thông số. Ví dụ như mình cho nó thông số là 3000 ạ. Mình Enter. Đối tượng của chúng ta sẽ được di chuyển một khoảng cách 3000 mà theo cái phương mà chúng ta đã chọn lúc trước. Và các bạn có thể sử dụng lệnh MOVE, Enter, chọn đối tượng, Enter, chọn gốc. Sau đấy, các bạn có thể thấy rằng chúng ta có thông số về cái khoảng cách cũng như góc độ. Và cái phương hướng copy di chuyển chính là cái đường đứt nét đứt. Rồi ở đây mình sẽ cho nó khoảng cách là 2000 theo cái đường nét đứt. Đấy, các bạn có thể Enter luôn. Và các bạn có thể điều khiển cho nó cái góc độ như là 45 độ chẳng hạn, mình Enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã di chuyển được đối tượng, di chuyển một cái khoảng cách, một cái góc độ mà các bạn mong muốn. Thì đấy là lệnh di chuyển trong phần mềm AutoCAD. Lệnh tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là lệnh copy. Để copy một đối tượng, các bạn có thể sử dụng lệnh CO copy ở đây và có lệnh là CO và Enter. Sau đấy lựa chọn đối tượng và Enter. Sau đấy các bạn hãy kích chọn cái điểm gốc mà các bạn muốn copy, ví dụ điểm này chẳng hạn. Đấy. Và vậy các bạn có thể đưa ra này. Đấy. Và kích chuột như này để copy hàng loạt. Đấy. Đây là cách đầu tiên. Để copy một cách chính xác và nhiều lựa chọn hơn, chúng ta có thể là CO này. Enter. Đấy, xong chọn cái điểm. Đấy. Ở đây các bạn có thể điền cho nó thông số tương tự lệnh di chuyển đấy. Đấy, chúng ta có thể điền thông số. Hoặc các bạn có thể sử dụng lệnh array. Các bạn hãy gõ lệnh cho mình A, Enter. Array là gì? Array nghĩa là các bạn sẽ copy một lượng lớn cái đối tượng theo phương chiều mà các bạn chọn. Như ở đây mình muốn copy hàng loạt là có số lượng là 5. Mình Enter nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tạo ra được 5 đối tượng. Và phương chiều của nó chính là cái đường nét đứt. Đấy. Các bạn có thể ấn F8 này để copy vuông góc này. Đấy. Các bạn thấy rằng khi chúng ta di chuyển càng xa thì những cái đối tượng sẽ càng xa. Và các đối tượng copy nó sẽ cách nhau một khoảng mà các bạn có thể là điền thông số, ví dụ là 3000 này. Mình Enter này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã copy được một loạt 5 đối tượng và mỗi đối tượng cách nhau 3000. Sau khi tạo xong, các bạn có thể tiếp tục sử dụng lại array theo cái chiều này bằng cách lại gõ A, Enter. Đấy, lại chọn này, 4 chẳng hạn này, Enter này. Đấy, thì các bạn thấy rằng chúng ta có thể tương tự như lúc nãy. Hoặc các bạn cũng có thể chọn này, fit này. Thì nãy là các bạn sẽ điền thông số khoảng cách giữa hai đối tượng liên tiếp. Ở đây nếu các bạn chọn fit này, mình gõ F Enter này. Thì ở đây chúng ta sẽ điền thông số khoảng cách giữa cái điểm đối tượng đầu tiên và đối tượng cuối cùng. Ví dụ nhá, các bạn thấy không? Thì chọn 4 này, thì chúng ta điền đến đâu thì ở giữa nó sẽ có thêm 2 này. Thì ở đây mình sẽ chọn là 4000 này. Đấy, mình Enter này. Mình Enter để thoát lệnh này. Đấy. Thì cái khoảng cách từ đây đối tượng này đến đối tượng này nó sẽ là 4000. Đấy, mình có thể vẽ lệnh line cho các bạn xem này. Từ đây này đến đây này là đúng 4000. Đấy, và nó sẽ có số lượng là 4 đối tượng. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể di chuyển và copy đối tượng trong phần mềm AutoCAD. Lưu ý rằng các bạn hãy sử dụng các công cụ nhập thông số hoặc là các công cụ bắt điểm để có thể di chuyển và copy một cách chính xác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.